Sáng nay, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Khê phối hợp với các hội đoàn thể trên địa bàn phường tổ chức ngày hội giới thiệu sản phẩm hàng Việt năm 2022 nhằm hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và đề án khởi nghiệp của các hội đoàn thể phường năm 2022. Ngày hội diễn ra trong không khí phấn khởi, vui tươi với sự tham gia của 14 gian hàng đến từ các hội cựu chiến binh, hội liên hiệp phụ nữ phường, hội nông dân, đoàn thanh niên, hợp tác xã với đa dạng các mặt hàng phong phú như rau sạch, giò chả, trái cây, hóa mỹ phẩm thiên nhiên, đồ thủ công mỹ nghệ. Ngày hội là dịp để các đơn vị giao lưu, giới thiệu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hay công tác tuyên truyền và bán sản phẩm hàng Việt, góp phần nâng cao uy tín, chất lượng và giá trị của sản phẩm địa phương, tạo thói quen cho người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần làm cho cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam ngày càng lan tỏa vào thói quen sinh hoạt của nhân dân. Rất hân hoan trong cái tháng 3 thì có nhiều lễ hội, tôi cũng trong cái hội sinh vật cảnh của phường cũng đem hàng ra trưng bày để phục vụ cho lễ hội. Ôi cho tuyệt vời, cái này là giải trí, cuộc sống nó rất là thoải mái về vấn đề tinh thần. Qua hoạt động này nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm việc tổ chức thực hiện cuộc vận động dùng hàng Việt trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, qua đó thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của quận ủy, năm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đây cũng là một hoạt động thường niên chúng tôi tổ chức hàng năm, cũng là dịp để các hợp tác xã, các chi hội nghề nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường có dịp giao lưu cũng như quảng bá sản phẩm hàng Việt, hiểu được cái giá trị, người dân cùng tham quan, cùng mua sắm, cùng ủng hộ các sản phẩm của người dân Hòa Khê tạo ra. Cái ngày hội hôm nay cũng mong muốn là cái sản phẩm Việt ngày đến tay người tiêu dùng đạt hiệu quả cao nhất. Dịp này, Ủy ban Mặt trận phường đã trao hỗ trợ xây mới sửa chữa nhà đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo có nhà bị xuống cấp với tổng số tiền hơn 210 triệu đồng, đồng thời trao 20 suất quà cho các hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường với số tiền mỗi suất là 500.000 đồng.